Chào toàn thể các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học về phép chia. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Và chúng ta hãy nhìn vào bài 1 ạ. Chúng ta hãy đặt tính rồi tính. Và mình có mấy phép tính như sau. Câu A nhỏ, đó là 5,28 chia cho 4. Đây là một số thập phân và chia cho một số tự nhiên. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chia như sau. Mình làm câu A trước các bạn nhé. 5,28 chia cho 4. 5,28 chia cho 4. Các bạn nhìn kỹ nha. 5 chia cho 4 thì được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 5 trừ đi 4 còn 1. Chúng ta chia hết phần nguyên trước các bạn nhé. Phần nguyên đó là số 5. Chúng ta chia hết phần nguyên rồi. Chúng ta bắt đầu sang phần thập phân, phần số 7. Khi sang phần thập phân, chúng ta nhìn vào thương này các bạn này. Chúng ta nhìn vào thương, chúng ta phải khi bắt đầu sang phần thập phân, chúng ta hạ 2 xuống. Vậy ta có 12 chia cho 4 thì bằng bao nhiêu các bạn? 12 chia cho 4 thì bằng 3. 3 nhân 4 thì bằng 12. 12 chia 12 còn hết, còn không. Mình hạ 0 xuống. Bây giờ mình hạ 8. 8 chia cho 4 thì bằng 2. Vậy mình được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 chia 8 bằng 0. Vậy kết quả mình có là 1,32. Và các bạn đã hiểu thế nào là số thập phân chia cho số tự nhiên chưa ạ? Số thập phân thì chúng ta chia hết phần nguyên. Hết phần nguyên trước. Khi hết phần nguyên đến dấu phẩy, chúng ta nhìn sang bên thương. Chúng ta phải sang phần thập phân, chúng ta chia như bình thường các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ làm câu B. 95,2 chia cho 68. 95,2 chia 68. Và mình chia như bình thường các bạn nhé. 95,2 chia 68. 95 chia cho 68 bằng bao nhiêu các bạn? 95 chia cho 68 thì bằng 1. 1 nhân 8 bằng 8. Mình hạ luôn đây nhé các bạn nhé. 1 nhân 6 bằng 6. Vậy 95 trừ 68 ạ. 15 chia 8 còn 7. 9. Mình vừa cho mượn 1 là chỉ còn 8. 8 trừ đi 6 còn 2. Khi chúng ta chia hết phần nguyên rồi ạ. Chúng ta chia hết phần nguyên rồi ạ. Giờ chúng ta đến phần thập phân. Chúng ta phần đến phần thập phân, chúng ta nhìn kết quả này. Phải. Và chúng ta hạ 2 xuống. 272 chia cho 68 thì bằng bao nhiêu? Các bạn nhẩm nhanh. Bằng 4. 4 nhân 18. 4 nhân 18 bằng 32. Viết 2 nhớ 3. 4 nhân 6 bằng 24. Nhớ 3 là 27. Vậy ta có kết quả chỗ này dư 0 rồi. Vậy ta có kết quả là 1,4. Các bạn đã hiểu thế nào? Các bạn đã hiểu chưa? Các bạn đã hiểu thế nào là số thập phân chia số tự nhiên chưa ạ? Chia như số bình thường các bạn nhé. Khi đến phần thập phân thì ta thêm dấu phẩy vào bên phải của phần thương là ta có kết quả luôn. Và bây giờ mình sẽ làm câu C. 0,36 chia 9. 0,36 chia cho 9. Các bạn chia nha. 0,36 chia 9 ạ. 0 chia 9 thì bằng 0. Số 0 chia bất kỳ số nào đó đều bằng 0. Khi ta chia hết phần nguyên rồi ạ. Đến phần dấu phẩy ạ. Đến phần thập phân ạ. Ta phải 3 chia cho 9 bằng bao nhiêu ạ? 3 bằng 0. Vậy 0 nhân 9 thì bằng 0 hết rồi. Vậy ta còn 36. 36 chia cho 9
Ta còn 36 chia cho 9 bằng 4. 49 bằng 36, vậy chỗ này ta còn dư 0. Kết quả mình được là 0,04. Câu D, 75,52 chia cho 32. 75,52 chia cho 32. Và chúng ta chia như sau. 75 chia cho 32 bằng bao nhiêu các bạn? À, 75 chia cho 32 bằng 2. 2 x 2 bằng 4, 5 trừ đi 4 còn 1. 2 x 3 bằng 6 ạ. 7 trừ đi 6 còn 1. Chúng ta chia hết phần nguyên rồi ạ. Bây giờ chúng ta đến phần tập phân, phải chúng ta hạ 5 xuống. Để chúng ta có 115 chia cho 32. 115 chia cho 32 các bạn nhẩm nhanh ạ. À bằng 3. 3 x 2 bằng 6. Mình hạ luôn để cho các bạn dễ trừ nhé. 3 x 3 bằng 9. Vậy chúng ta lấy 115 trừ 9 6. 15 trừ đi 6 còn 9. 10. 11 chúng ta vừa cho mượn một đơn vị là còn 10 trừ 9 còn 1. Chúng ta hạ 2 xuống. 192 chia cho 32 bằng bao nhiêu các bạn? 192 chia cho 32 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. 6 x 2 bằng 12, biết 2 x 1. 6 x 3 bằng 18, cộng thêm 1 người nhớ là 19. Vậy chúng ta đã, chỗ này là dư 0. Vậy kết quả của mình là 2,36. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Đây là bài tập 1. Đây là dạng bài tập chia số thập phân, chia cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên các bạn nhé. Các bạn đây, mấy phép tính mà chúng ta vừa làm. Rất là đơn giản luôn, các bạn chia như bình thường. Và khi đến phần chia hết phần nguyên, chúng ta hạ dấu phẩy sang kết quả và sang đến tầm phần thập phân. Chia hết phần nguyên, rồi thêm dấu phẩy ở phần thương. Rồi chúng ta chia tiếp phần thập phân như bình thường các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ sang bài 2. Bài 2 dạng tìm x các bạn nhé. Tìm x. Tìm x đây, mình có mấy phép tính đây. Câu A, x nhân 3 bằng 8,4. À đây là cũng là số thập phân và một số tự nhiên rồi. Thì chúng ta làm như bình thường, làm như bài 1 chúng ta vừa làm ấy. Và bây giờ mình sẽ làm câu A trước. Đó là x nhân 3 bằng 8,4. Vậy chúng ta sẽ bằng như sau. X là số chưa biết, chúng ta hạ xuống. Bằng 8,4 chia cho 3. Chúng ta chia ra đấy nhá các bạn nhá. X bằng, chúng ta chia giấy nháp nha. Chúng ta lấy 8,4 chia cho 3. Vậy chúng ta chia phần nguyên trước. 8 chia cho 3 bằng 2. 2 x 3 bằng 6. 8 trừ 6 còn 2. Chúng ta phải đến phần thập phân ạ. Chúng ta hạ 4 xuống. Vậy chúng ta sẽ có 24 chia cho 3 thì bằng 8. 8 x 3 bằng 4 bằng 0. Vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng 2,8. Rất chi là dễ các bạn nhỉ. Và bây giờ mình sẽ làm câu B, 5 x x bằng 0,25. Câu B, 5 x x bằng 0,25. Chúng ta hạ x xuống bằng 0,25 chia cho 5. X bằng, chúng ta lại chia giấy nháp.
0,25 và chia cho 5. 0 khi 0 chia cho bất kỳ số nào đó đều bằng 0. 0 chia 5 bằng 0. Đến phần chúng ta chia hết phần nguyên rồi ạ, đến phần thập phân ạ, phải 2, chúng ta hạ 2 xuống, 0 nhân 5 bằng 0, chúng ta hạ 0 chỗ này nhé. Hạ 2 xuống, 2 chia cho 5 bằng 0. 0 nhân 5 bằng 0 rồi, chúng ta hạ 5 xuống. 25 chia 5 bằng 5. Và kết quả mình có là 0,05. 0,05. Và mình sang câu C. Đó là x nhân 7 bằng 67,2. Chúng ta hạ x xuống bằng 67,2 chia cho 7. Vậy x bằng 67,2 chia cho 7. 67,2 chia cho 7. 67 chia cho 7 ạ, bằng bao nhiêu ạ? Chỗ này bằng 9. 9,7,6,3, 67 chia 63 còn 4. Phải chúng ta hạ 2 xuống, 42 chia cho 7 bằng 6. 6,7,42 hết. Vậy chúng ta có kết quả lại bằng 9,6. Các bạn có hiểu không ạ? Rất dễ các bạn nhỉ, chúng ta chia như bình thường thôi. Vậy bây giờ mình sẽ làm câu D. 4 nhân x bằng 3,44. 4 nhân x bằng 3,44. Chúng ta hạ x xuống bằng 3,44 chia cho 4. Vậy x bằng, các bạn tính nhanh ạ, 3,44 chia cho 4. 3 chia cho 4 ạ, bằng 0. 0 nhân 4 thì bằng 0. 3 trừ đi 0 bằng 3, chúng ta hạ 3 xuống. Đến phần thập phân ạ, phải hạ 4. 3 4 chia cho 4 thì bằng 8. 8 4 32, 34 trừ với 2 còn 2. Hạ, chúng ta hạ 4 xuống, 2 4 chia cho 4 bằng 6. 6 4 2 4 bằng 0. Vậy kết quả là mình có 0,86. Kết quả mình có là 0,86. Ok, và bây giờ các bạn đã hiểu thế nào là chia một số thập phân cho một số tự nhiên chưa ạ? Và video của mình hôm nay cũng xin dừng tại đây nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để cho mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.